Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là đăng ký chính chủ cái SIM Vietnam Mobile của mình nhé. Hiện tại thì mình soạn cái tin nhắn để kiểm tra SIM chính chủ cái SIM Vietnam Mobile của mình đấy. Mình gửi đến đầu số là 1414 này. Mình soạn tin nhắn là TTTB này, cách này, số căn cước công dân của mình này. Đó, thì mình nhận được cái kết quả đó là thông tin số giấy tờ quý khách tra cứu không trùng khớp với số giấy tờ đã dùng để đăng ký số thuê bao. Đề nghị quý khách kiểm tra lại hoặc liên hệ số tổng đài để được hỗ trợ. Đó, tức là cái SIM này của mình là chưa chính chủ của mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi đăng ký chính chủ cái SIM này của mình nhá. Đó, mình sử dụng cái SIM này cũng khá là lâu rồi nhưng mà bây giờ mình mới đăng ký chính chủ cho cái SIM này của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong cửa hàng Play này. Sau đó là các bạn sẽ tìm cho mình cái ứng dụng đó là Vietnam Mobile nhá. Vietnam Mobile này. Đó. Rồi mình sẽ cài cái ứng dụng này nhá, Vietnam Mobile này. Rồi các bạn sẽ mở luôn cho mình cái ứng dụng này nhá. Rồi mình cứ để tiếng Việt đi, mình chọn tiếp tục này. Rồi đây các bạn có thể là tra cứu này, cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác này. Rồi mình sẽ bấm là bỏ qua đi. Đó, các bạn bấm bỏ qua đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn là đây, mình sẽ chọn là đăng nhập nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ nhập cái số điện thoại của mình vào, sau đó là mình sẽ đăng nhập bằng OTP nhé. Rồi mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào này. Rồi mình sẽ bấm là đăng nhập bằng OTP. Rồi nó tự nhập cái mã OTP vào nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình căn cước công dân của các bạn nhé. Căn cước công dân phải còn thời hạn để chúng ta tiến hành cập nhật thông tin chính chủ cho chúng ta nhé. Ok, bây giờ thì các bạn có thể là ở cái mục dịch vụ này, các bạn có thể là kéo để tìm cái mục là cập nhật thông tin thuê bao nhé. Đó, hoặc là các bạn có thể là bấm vào cái ba gạch ở phía trên bên trái này. Các bạn chọn cho mình là cập nhật thông tin thuê bao này. Đó, cũng được nhé. Rồi đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình chỉnh sửa thông tin nhé. Đây các bạn sẽ cần phải chọn loại giấy tờ để chứng thực thông tin cá nhân cho thuê bao này. Ở đây thì mình sẽ chọn là căn cước công dân nhé. Rồi mình sẽ chọn là tiếp tục này. Rồi mình sẽ chọn là trong khi dùng ứng dụng nhé. Mình sẽ cho phép Vietnam Mobile chụp ảnh và quay video này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chụp cái ảnh căn cước của mình nhé. Tốt nhất là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nền màu đen. Đó, ví dụ ở đây mình có cái tấm nót chuột màu đen này. Sau đó là các bạn sẽ đặt cho mình căn cước công dân của chúng ta vào nhé. Đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chụp cái mặt trước căn cước công dân của chúng ta nhé. Các bạn chú ý là chúng ta chụp tránh bị lóe sáng nhé. Đó, chúng ta sẽ căn cái căn cước công dân của chúng ta ở trong khung hình này. Rồi là chụp ảnh rõ nét tránh bị lóe sáng này. Rồi mình sẽ bấm vào chụp ảnh này. Các bạn chờ một chút này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chụp cái mặt sau của căn cước công dân của mình nhé. Mình sẽ lật cái căn cước công dân của mình này. Rồi mình sẽ lại cho cái căn cước công dân của chúng ta vào trong khung hình nhé. Chúng ta chụp rõ ràng, tránh bị lóe sáng nhé. Sau đó là mình sẽ bấm chụp ảnh này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cần phải xác thực cái khuôn mặt của mình nhé. Mình sẽ làm theo cái yêu cầu của nó nhé. Đó, như vậy là xác thực khuôn mặt thành công rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào tiếp tục này. Rồi bây giờ thì mình sẽ soát lại, mình sẽ kiểm tra lại những cái thông tin cá nhân của mình nhé. Nếu mà cái mục nào sai đấy thì mình sẽ cần phải chỉnh sửa lại. Ví dụ như là họ tên này, các bạn kiểm tra xem là đã đúng chưa này. Rồi là ngày tháng năm sinh đã đúng chưa này. Giới tính đúng chưa. Địa chỉ thường trú, các bạn so sánh với căn cước công dân của chúng ta xem đúng chưa nhé. Rồi những cái thông tin như là tỉnh này, quận huyện đã đúng chưa này. Rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này. Chúng ta kiểm tra nốt những cái thông tin ở phía dưới đây. Như là giấy tờ tùy thân này,
các bạn kiểm tra số căn cước công dân của chúng ta đã đúng chưa này. Rồi các bạn kiểm tra ngày cấp đã đúng chưa. Ở đây là nó chưa cập nhật cái ngày hết hạn của căn cước công dân của mình nhé, thì mình sẽ chọn vào này. Ồ, ở đây nó không cho chúng ta chỉnh sửa nhé. Đó, mà các bạn chỉ có thể là xem lại, sau đó là các bạn xác nhận thôi. Đó, mình bấm vào cái ngày hết hạn này thì nó cũng không cho chúng ta điền này. Đó, có những cái thông tin này nó không cho chúng ta chỉnh sửa này. Các bạn chỉ xem lại xem đã chuẩn chưa. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình là tôi xác nhận các thông tin trên là chính xác này. Nếu thông tin chưa chính xác, vui lòng liên hệ số tổng đài để được hỗ trợ nhé. Đó, mình thấy những cái thông tin ở trên đây chính xác rồi. Thế nên là mình sẽ tích chọn là tôi xác nhận với các thông tin trên là chính xác này. Đó, còn các bạn nào mà thấy những cái thông tin ở phía trên đây mà chưa chính xác đấy thì các bạn cần phải liên hệ với cái số tổng đài này nhé. Vì là những cái mục này chúng ta không chỉnh sửa được, thế nên là nếu mà sai đấy thì các bạn bắt buộc phải liên hệ với tổng đài nhé. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp tục này. Rồi bây giờ là điều khoản và điều kiện này. Điều kiện giao dịch chung của dịch vụ thông tin di động mặt đất, hình thức thanh toán là trả trước nhé. Bây giờ thì mình sẽ cần phải ký chữ ký của mình vào đây. Sau đó là mình sẽ chọn vào là tôi đã đọc hiểu và đồng ý với các điều khoản điều kiện của Vietnam Mobile nhé. Rồi mình sẽ ký chữ ký của mình vào trong cái khung này nhé. Rồi mình sẽ bấm là tôi đã đọc hiểu và đồng ý với các điều khoản điều kiện của Vietnam Mobile này. Mình sẽ tích chọn đây. Sau đó là mình sẽ bấm là hoàn thành nhé. Rồi mình sẽ nhập. Mình đợi đó nó tự nhập cái mã OTP vào rồi nhé. Nếu mà nó không tự nhập cái mã OTP này thì các bạn sẽ cần phải điền vào nhé. Ở đây thì nó báo là chỉnh sửa thông tin cá nhân thành công này. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mình sẽ bấm là hoàn thành nhé. Ok, các bạn để ý ở đây những cái thông tin nó đã cập nhật lên đây rồi nhé. Thông tin cá nhân nó đã cập nhật lên đây rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử kiểm tra lại thông tin chính chủ để xem coi sao nhé. Kiểm tra bằng tin nhắn này. Đó, vẫn cái cú pháp đó là TTTB cách này, số căn cước công dân của mình này. Rồi mình sẽ gửi này. Mình sẽ bấm là gửi này. Các bạn chờ một chút nhé. Ok, các bạn để ý nhé. Như vậy nó đã hiện ra thông tin họa tên của mình rồi này. Đó, rồi là mình đã đang sử dụng cái số điện thoại này rồi nhé. Đó, như vậy là cái SIM của mình đã chính chủ của mình rồi nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là đăng ký thông tin chính chủ hay là cập nhật thông tin chính chủ cho cái SIM Vietnam Mobile của mình thành công rồi nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.